hòa cùng không khí thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thầy và trò trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân đã và đang không ngừng phấn đấu từng ngày để đạt được mục tiêu phấn đấu của năm học 2020-2021. Nhiều năm qua, song song với việc học tập, công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, mà đặc biệt hơn hết là đội viên, luôn được thầy cô quan tâm hết mực. Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ. Hàng năm, chi đoàn và liên đội trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân tổ chức cho các em học sinh, đội viên, đoàn viên các hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tiễn như chăm sóc đền thờ liệt sĩ xã, tham gia xây dựng tuyến đường thanh niên, về nguồn, thắp nến tri ân. Đặc biệt hơn hết, hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ được các em hưởng ứng rất tích cực và hào hứng. Em xin kính chào quý thầy cô giáo, chào các bạn thân mến. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 45 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã Nhuận Phú Tân có 338 liệt sĩ, 118 thương bệnh binh, 1160 người có thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia hoạt động kháng chiến được chính phủ khen tặng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen. Từ khi có pháp lệnh danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xã nhà có 58 mẹ được công nhận danh hiệu cao quý ấy. Hiện có 2 mẹ còn sống. Là con cháu của quê hương Nhuận Phú Tân, chúng em vô cùng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của thế hệ cha ông ngày trước. Hôm nay, chúng em sẽ về thăm địa chỉ đỏ là đền thờ liệt sĩ tại xã nhà. Đền thờ tọa lạc tại ấp Dòng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, được xây dựng từ năm 2007. Đây là nơi thờ tự 56 mẹ Việt Nam anh hùng đã mất và 338 liệt sĩ, những người đã anh dũng ngã xuống, góp máu xương vào công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Chúng em, thế hệ măng non của đất nước rất tự hào được đứng trước cờ Tổ quốc vinh quang, đứng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ xã Nhuận Phú Tân, hát vang bài quốc ca, giai điệu tự hào của nước Việt Nam yêu mến. Đi thôi nào các bạn!